collagen có công dụng gì mà khiến các chị em yêu thích đến vậy? Nên uống collagen như thế nào cho đúng cách? Và có bao nhiêu loại collagen trên thị trường hiện nay, cũng như loại nào tốt nhất? Chúng ta nên mua collagen ở đâu chính hãng để tránh gặp phải hàng giả, hàng nhái? Tất cả những băn khoăn trên của các chị em thì sẽ được Hoa Beauty chia sẻ chi tiết trong video ngày hôm nay nhé! Muốn biết collagen có tác dụng gì thì chị em cần hiểu rõ về bản chất của collagen cũng như là vai trò của nó đối với làn da và cơ thể. Có như thế thì chúng ta mới an tâm, đồng thời biết cách sử dụng sản phẩm để phát huy hết tác dụng của loại thần dược này. Collagen thì là một loại protein trong cơ thể con người. Lượng protein này trong cơ thể chiếm đến 70% trong cấu trúc da. Nó được phân bổ chủ yếu ở lớp hạ bì của da. Collagen thì có tác dụng kết nối các tế bào, kích thích quá trình trao đổi chất, tạo độ đàn hồi cho da. Đối với riêng làn da thì collagen được xem như một chất keo kết nối các tế bào dưới da, nên không ngạc nhiên khi collagen là một trong những yếu tố quyết định độ săn chắc, mịn màng của da. Collagen chiếm 1-2% trong các mô cơ và chiếm 6% trọng lượng của cơ bắp và cơ gân. Chức năng chính của collagen đó là kết nối các mô trong cơ thể lại với nhau. Vậy thì bổ sung collagen có tác dụng gì? Trước tiên là tác dụng của nó đối với làn da. Thì collagen đóng vai trò quan trọng để có làn da khỏe đẹp theo thời gian, tránh hiện tượng lão hóa làn da sớm, giúp cho chị em luôn tươi trẻ và rạng ngời. Nó là chất keo giúp liên kết các tế bào với nhau, kích thích quá trình trao đổi chất, tạo sự đàn hồi cho da. Nếu như lượng collagen trong cơ thể bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng, thì chúng ta sẽ thấy làn da của mình bị lão hóa, đặc biệt khuôn mặt sẽ là nơi chịu tác động đầu tiên. Tác động xấu khi thiếu hụt collagen như là các vết nhăn, chân chim xuất hiện tại các khóe mắt, khóe miệng, cũng như là làn da của bạn trở nên sạm nám, không đều màu và da bị khô. Chính vì những lý do trên mà việc bổ sung thực phẩm chức năng collagen là vô cùng quan trọng đối với làn da, giúp cho chúng ta có một làn da chắc khỏe, chống lại quá trình lão hóa, từ đó làm mờ các vết nhăn và mang đến làn da săn chắc, mịn màng. Đối với cơ thể nói chung, thì collagen có tác dụng giúp xương khớp chắc khỏe và linh hoạt. Ngoài canxi thì collagen chiếm tới 80% trong cơ cấu thành phần của xương. Theo sự gia tăng của tuổi tác thì lượng collagen trong cơ thể bị suy giảm và lão hóa, cho nên giảm tính đàn hồi, dẻo dai của xương. Do đó thì chúng ta cần bổ sung collagen đúng cách để giúp sức khỏe cũng như là hoạt động của xương khớp được linh hoạt hơn. Ngoài ra thì collagen còn giúp làm lành vết thương hiệu quả. Nếu như liên kết giữa collagen và elastin bị gãy thì sẽ hình thành nên sẹo. Do đó thì collagen sẽ góp phần tích cực trong việc sản sinh ra các tế bào mới, giúp làn da chúng ta hồi phục nhanh chóng cũng như làm mờ các vết thâm. Nhờ thế mà collagen đã được dùng rất nhiều trong phẫu thuật thẩm mỹ cũng như là trị các vết thương do phỏng gây ra. Collagen cũng có trong chất sừng ở tóc, móng chân tay và có chức năng cung cấp chất dinh dưỡng, hỗ trợ cho chất sừng này hoạt động tốt nhất. Việc dùng collagen thì sẽ giúp cho tóc suôn mượt, giảm gãy rụng, móng chân và móng tay trở nên chắc khỏe hơn. Bên cạnh đó thì collagen cũng là hợp chất sản sinh ra mạch máu, có tác dụng đề phòng xơ cứng động mạch và chứng cao huyết áp. Vì vậy, việc uống collagen thì sẽ rất hữu hiệu đối với những người bị bệnh xơ cứng động mạch não, nhồi máu cơ tim. Còn đối với mắt thì collagen tồn tại nhiều cả trong giác mạc cũng như là thủy tinh thể của mắt ở dạng kết tinh. Cho nên là việc thiếu collagen thì sẽ khiến giác mạc hoạt động kém, thủy tinh thể mờ dần, từ đó gây ảnh hưởng đến thị lực của mắt. Chính vì vậy, việc bổ sung collagen cho mắt cũng là điều vô cùng cần thiết và quan trọng. Có thể nói rằng collagen không chỉ là bí quyết làm đẹp của chị em, mà còn giúp ngăn ngừa một số bệnh như là bệnh tim mạch, phổi, gan, cũng như tăng cường khả năng miễn dịch, giúp cải thiện sức khỏe. Chính vì những công dụng và tầm quan trọng kể trên mà collagen hiện nay được rất nhiều người tìm kiếm sử dụng. Cũng có rất là nhiều người liên hệ với Hoa Beauty tâm sự đó là hiện nay có quá nhiều loại collagen trên thị trường, với các dạng nước uống, dạng viên và dạng bột của nhiều công ty và hãng mỹ phẩm khác nhau. Và chị em không biết lựa chọn sao cho phù hợp cũng như là sử dụng cách nào để mang lại hiệu quả cao nhất. Hoa Beauty thì cũng xin chia sẻ với các chị em để lựa chọn collagen đó là nên chọn những thương hiệu nổi tiếng, có giấy tờ đầy đủ và sau đó lựa chọn tới thành phần và công dụng mang lại. Tiện đây thì Hoa Beauty cũng sẽ chia sẻ cho các chị em những hãng collagen nổi tiếng trên thế giới được rất nhiều người dùng tin tưởng hiện nay. Đầu tiên phải kể đến đó là hãng NeoCell của Mỹ.
Đây là một trong những thương hiệu được nhiều người ở Mỹ và trên thế giới tin dùng, với những dòng sản phẩm phổ biến như là Super Collagen NeoCell cộng C 250 viên, Super Collagen NeoCell cộng C Biotin 360 viên và nước uống NeoCell Collagen lựu đỏ C Pomegranate Liquid. Một dòng collagen thứ hai mà Hoa Beauty muốn giới thiệu tới các chị em đó là collagen Jewelry. Đây là một hãng rất là nổi tiếng đến từ Mỹ. Ở Việt Nam thì đang có hai dòng được các chị em sử dụng nhiều. Đó là collagen Jewelry Type 123 290 viên và collagen Jewelry 390 viên. Tiếp đến là collagen Adiva của Đức. Thì đây là dòng collagen đến từ Đức và ở Việt Nam thì cũng có ba loại phổ biến, đó là collagen Adiva trắng. Loại này thì phù hợp cho chị em ở độ tuổi từ 20 tới 30 tuổi. Collagen Adiva Gold thì phù hợp cho các chị em ở độ tuổi ngoài 30. Còn viên uống collagen Adiva thì là dạng collagen tổng hợp, dạng viên uống. Một hãng collagen khá là tốt nữa mà chị em nên tham khảo đó là collagen Shiseido của Nhật. Collagen Shiseido thì có các dòng phổ biến hiện nay như là collagen Shiseido dạng viên hộp 126 viên, collagen Shiseido dạng nước một hộp 10 lọ và collagen Shiseido tinh chất sữa ong chúa 126 viên. Một dòng sản phẩm đến từ Nhật nữa là collagen DHC. DHC thì vốn là một thương hiệu rất nổi tiếng tại Nhật. Hiện tại thì bên Hoa Beauty cũng đang bán những sản phẩm của hãng này như là vitamin C, viên uống rau củ quả và viên uống trắng da. DHC thì có dòng collagen mà rất nhiều chị em lựa chọn. Sản phẩm dạng gói viên uống với các loại 20, 30, 60 hay là 90 viên. Và cũng còn rất là nhiều dòng collagen nữa mà trong video này thì Hoa Beauty không thể kể hết được. Mọi người hãy đăng ký kênh để cập nhật thêm những video hữu ích nhé. Và cũng là một câu hỏi mà rất nhiều chị em băn khoăn, đó là mua collagen ở đâu thì sẽ mua được loại tốt nhất. Trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều các đơn vị bán hàng collagen về đa dạng về chủng loại. Việc tham khảo thông tin sản phẩm rất là dễ. Chị em có thể vào các trang thương mại điện tử như là Tiki, Shopee, Facebook hay là Google. Tuy nhiều thông tin như vậy nhưng mà ở đâu cũng cam kết hàng chính hãng với mức giá khác nhau nên là việc lựa chọn đơn vị bán chuẩn rất là khó. Các chị em nếu có điều kiện thì hãy nhờ người quen mua trực tiếp, xách tay về hoặc là nên lựa chọn những đơn vị uy tín, sản phẩm có giấy tờ và chứng từ nhập khẩu. Ngoài ra thì chúng ta cũng tránh ham rẻ để mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, có thể không hề thấy tác dụng mà còn gây hại cho cơ thể rất là nhiều. Và trên đây thì là những chia sẻ của Hoa Beauty về collagen. Mong rằng đã giúp chị em có cái nhìn chính xác hơn về collagen cũng như là công dụng mà nó mang lại. Là một nhà phân phối nhập khẩu collagen chính hãng nhiều năm có uy tín trên thị trường, mong rằng Hoa Beauty có thể tư vấn, hỗ trợ được chị em các thông tin lựa chọn dòng collagen phù hợp với mỗi người. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới hotline Zalo 0985 22 9900 hoặc là truy cập vào website hoabeauty.vn để được tư vấn chi tiết và tận tình nhất. Chủ đề về collagen, Hoa Beauty sẽ chia sẻ chi tiết hơn ở những video sau. Mọi người nhớ đón xem nhé! Hãy ấn like và chia sẻ ở dưới video này, cũng như đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ cho Hoa Beauty nhé! Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo!